Rồi, xin giới thiệu với cả nhà cái là dòng máy khoan từ giá siêu rẻ. Thì cái dòng này nó có đặc điểm là chỉ khoan mũ khoan từ thôi, nó rất là nhỏ gọn. Chúng ta dùng để khoan mũ khoan từ với cái đường kính tối đa là 30 ly tối đa. Rồi, chúng ta xem cái máy nó như thế nào nhé. Rồi, thứ nhất đây là cái thông số máy này. Cái thông số máy này thì nó đây, nó có điện áp là 220 50 Hz. Đó, chúng ta xem kỹ nha. Đó, công suất là 90W, khoan được 30 ly là tối đa. Tốc độ không tải là 450 và hành trình là 140. Đó, thì đây là cái máy cơ bản để sử dụng là mũ khoan từ thôi. Đây nó có cái chỗ nước làm mát, chúng ta gắn làm mát tự động ở bên trong nhé. Cái máy này là coi như 100% là máy in China rồi. Giá nó rất là mềm. Thì ở Trung Quốc nó cũng có nhiều thương hiệu, tuy nhiên cái thương hiệu này nó là thuộc dạng rẻ và lại mềm nhất. Còn một số thương hiệu mà nó nổi tiếng thì giá nó cũng khá cao mà chất lượng cũng khá tốt ở Thượng Hải. Rồi, thì đây mình đang xem đây là có thương hiệu là Dongchen, model là DRC30. Rồi, nó khoan được 30 ly nha, tối đa thôi nha các bạn. Đó, nó chỉ khoan bằng mũ khoan từ thôi. Thì cái phần trước này thì nó cũng cơ bản là có nút đóng mở nguồn cho đế từ, chạy động cơ và dừng, thế thôi. Tại vì nó rẻ cho nên nó có nhiều cái nó rất là đơn giản lắm, mà chúng ta cũng không thể nào yêu cầu thêm được. Với cái giá tiền mình bỏ ra rất rẻ thì chúng ta chấp nhận để mình khoan cơ bản là được rồi. Tuy nhiên nó khoan cũng được. Thì có gì chúng tôi sẽ tiến hành khoan thử cho chúng ta xem. Chúng ta tiến hành khoan thử xem cái dòng máy 30 cây ken này, 30 của Dongchen này nhé. Rồi, cái khoan từ này thì nó rất là nhanh vì nó chỉ khoét cái đường vị ở ngoài thôi, cho nên và sau khi khoan thì nó cho ra cái lỗ rất là đẹp như thế này. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình khoan trên cái máy khoan Dongchen này nhé. Thì cái máy Dongchen này nó có đặc điểm đó là máy khoan từ giá rẻ, rẻ đúng nghĩa nha, là thật sự rẻ luôn. Còn một số dòng máy khoan từ cũng giá rẻ nữa, nhưng mà rẻ nữa là so với cái hàng cao cấp thôi, chứ nó cũng không đến nỗi nào mà rẻ quá. Còn cái dòng máy này thì dòng siêu rẻ. Tuy nhiên chúng ta cứ khoan thử xem nhé. Rồi, chúng ta cứ mở nguồn điện và tiến hành khoan thôi, vì mũi đã gắn rồi. Rồi, làm mát coi như trên cả tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta mở cái nước nó ra nhiều quá cho nên là khi khoan thì nước nó xuống hơi nhiều. Thật ra không cần mở nhiều như vậy, chúng ta có thể điều chỉnh cái van ở bên này nhé. Rồi, như vậy thì mình khoan cái lỗ vừa xong. Rồi, lấy cái chúng ta lấy cái cây mình gỡ cái phôi ra. Đó, phôi nó ra thì như vậy đó. Chúng ta khoan mũi khoan từ mà lên phôi như thế này là đẹp.